Mến chào các bạn đã đến với kênh SCN Capital. Mình là Hoàng Ngân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể thiết lập được cái không gian làm việc, không gian giao dịch ở trong sàn Dream SPT. Đây là một sàn giao dịch khá là tiện lợi khi bạn muốn trade ở trên thị trường crypto mà cũng muốn trade ở trên thị trường forex cũng như hàng hóa và chứng khoán, thì sàn này có thể giúp bạn được điều đó. Bạn không cần phải giao dịch ở nhiều nền tảng, nhưng bạn chỉ cần giao dịch ở một nền tảng, đó là sàn Dream SPT mà thôi. Nhưng ở sàn này nó hơi khó đối với một người mới khi mới bắt đầu vào giao dịch, và một vài thao tác setup một không gian giao dịch như thế nào thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. OK, như hình thì các bạn thấy đây là một cái giao diện của sàn Dream SPT. Thì đây là một cái giao diện mình đã setup sẵn, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thiết lập một cái giao diện mới cho một cái môi trường làm việc chỉ trade ở những cái thị trường. Chẳng hạn như bây giờ mình mở một cái giao diện mới hoàn toàn và mình đặt tên nó là Crypto3 đi các bạn ha. Rồi, và khi nhấp ở cái phần giao diện này, chúng ta có thể thêm cái phần dấu cộng. Thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái phần gọi là đồ thị nè, quản lý sức hỏi nha, và vị thế nè, cũng như là order. Thì đây là bốn cái cơ bản nhất để cho một cái giao dịch. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh cái thiết lập vị trí của nó cho nó dễ nhìn ha. Rồi, vừa qua chúng ta đã thiết lập một cái giao diện cơ bản để chúng ta có thể giao dịch rồi. Nhưng bây giờ chúng ta muốn thêm những cái chỉ báo kỹ thuật như Polygon, RSI, MA thì chúng ta sẽ thêm như thế nào? OK, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên các bạn nhấp vào cho mình cái phần cái lọ này ha. Rồi, hiện giờ cái chỉ báo mặc định ban đầu đó là MACD. Thì nếu như các bạn không muốn chỉ báo này, bạn bấm dấu X, bạn xóa đó nha. Rồi, chẳng hạn như bạn muốn thêm chỉ báo MA thì bạn gõ MA. Đây, ta đã có MA. Rồi, ta thêm dấu cộng các bạn ha. Thì đây là MA có chỉ số trung bình là 9. Thì các bạn quen đường MA 21 thì bạn gõ 21. Rồi, ở dưới đây là cái phần gọi là màu. Các bạn có thể chỉnh màu. Và cái này gọi là cái phần độ dày của cái nét các bạn. Các bạn có thể chỉnh lên. Rồi, bạn bấm Done ha. Thì ở đây là chúng ta đã có được đường MA 21 rồi. Rồi chẳng hạn như mình quen với RSI thì ở sàn RevisBT nó vẫn chưa hiểu cái từ viết tắt của cái chỉ báo đó. Chẳng hạn như các bạn thấy mình gõ RSI thì nó vẫn chưa hiểu. Thì chúng ta phải gõ rõ ràng cái tên của nó. Thì đây là chỉ số sức mạnh tương đối, là cái phần này các bạn ha. Đây. Rồi thêm dấu cộng. Rồi, ở đây RSI chúng ta quen sử dụng ở chỉ số bao nhiêu thì các bạn điền vô ha, như đây mặc định là 14. Rồi, ta OK. Thì như trên là chúng ta đã có được cái đường MA và RSI. Tùy thuộc vào bạn quen cái chỉ báo nào thì chúng ta cũng có thể thiết lập giống như thao tác vừa rồi ha. Rồi, vừa qua thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để có thể thiết lập được một không gian để trade ở trong thị trường. Thì các bạn cũng có thể mở thêm nhiều cái tab giống như mình, mở thêm nhiều cái cửa sổ chỉ chuyên trade về crypto, vàng, forex hoặc là chứng khoán, thì các bạn sẽ có những cái watchlist khác nhau các bạn ha. Thì điều này nó giúp thuận lợi cho các bạn khi mà chúng ta có thể trading ở nhiều cái thị trường khác nhau. Sẵn tiền đây thì sàn CreamSPT cũng có rất là nhiều cái ưu đãi dành cho những cộng đồng của SCN Capital. Thì những cái đó như thế nào thì mình để ở dưới phần bình luận ha, rảnh thì xem qua. Ngoài ra sắp tới mình cũng sẽ chia sẻ một cái video, đó là một cái chỉ báo mà mình đang sử dụng. Chỉ báo này hoàn toàn miễn phí và nó mang cho mình những cái lợi nhuận nhất định, và mình cũng chia sẻ cho những bạn khác thì bạn đó không giỏi về trading nhưng vẫn có thể kiếm được những cái lợi nhuận. Thì bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để đón nhận cái video đó sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.